Ông văn ít thôi ông ơi, ông toàn giới thiệu gì mà 2, 3, 5, 7 chục triệu, lấy đâu mà máy ảnh giá rẻ chém gió. Cái này là quá thích kia luôn, bằng 1/10 con iPhone 13. Chiếc máy ảnh dễ dùng nhất quả đất, không biết gì chụp auto cũng đẹp. TikTok cực kỳ nhỏ gọn, còn bé hơn cả một chiếc iPhone 5. Nếu so với máy ảnh bình thường thì đây, rất nhỏ. Giá rẻ nhưng tích hợp đủ mọi loại công nghệ, ví dụ như wifi chuyển ảnh nhanh vào điện thoại. Màn hình gần lên giúp chụp selfie hay quay vlog một mình, sẵn luôn cả một chiếc màn hình cảm ứng, thao tác chụp dễ như điện thoại. Nhược điểm là sẽ không có lỗ cắm mic. Một chiếc máy phù hợp cho những người mới bắt đầu chụp ảnh hoặc tự mày mò quay video. Lựa chọn số 1 trong tầm giá, đầy đủ, tiện ích, tiện nghi. Mọi điều về máy ảnh, hãy hỏi máy ảnh Cơ Nội.